Vợ Ba, một tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phương Anh đã chính thức được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 17 tháng 5. Trước ngày chính thức công chiếu thì Vợ Ba là một nguồn cơn của rất nhiều tranh cãi trên truyền thông và mạng xã hội khi diễn viên chính của bộ phim Nguyễn Phương Trà My mới chỉ vừa 13 tuổi tại thời điểm đóng phim, nhưng đã có những cảnh giường chiếu nóng bỏng. Rất nhiều ý kiến đã lên án ekip làm phim, lên án phụ huynh của Trà My, lên án nam chính. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ vì đây là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng hơn hết tất cả, mọi người vẫn kỳ vọng vào Vợ Ba khi tác phẩm này đã giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá. Vợ Ba được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật tại thời điểm khi cụ của đạo diễn Phương Anh vẫn còn nhỏ, khoảng đầu và giữa thế kỷ 19. Ở thời điểm đó thì tục tảo hôn phổ biến khắp nơi, những cô bé còn chưa kịp lớn đã trở thành mẹ và 12-13 năm sau đã trở thành bà ngoại. Một minh chứng rõ ràng là bà nội của mình đây cũng lấy chồng từ lúc 15 tuổi và đến khi 17 tuổi thì sinh cha của mình. Nhưng rất may là ông nội của mình chỉ lấy một vợ nên gia đình vẫn còn hạnh phúc lắm. Bộ phim kể về Mây, một cô bé 13 tuổi đã phải rời xa gia đình và đến làm vợ của một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Hơn thế nữa thì chồng cô đã có hai đời vợ và bốn đứa con trong đó, cậu con trai cả còn lớn hơn tuổi của cả Mây. Tất nhiên, bộ phim này không phải là cuộc đấu đá giữa các bà vợ để tranh giành chồng, xây dựng quyền lực trong gia đình như Mẹ Chồng năm 2017. Thay vào đó thì bộ phim hướng đến yếu tố khám phá giới tính, tình dục của một cô bé phải trở thành mẹ ở lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Tình dục trong điện ảnh đang ngày càng trở nên phổ biến, tuy nhiên tại một quốc gia vẫn mang nhiều yếu tố truyền thống như Việt Nam thì một bộ phận khán giả vẫn chưa thoải mái đón nhận điều này, đặc biệt là khi diễn ra với cô bé chưa đủ 18 tuổi. Vậy nên rất nhiều ý kiến phản đối ngay từ khi trailer phim được tung ra. Tuy nhiên sau khi theo dõi phim thì mình cảm thấy đạo diễn đã thực hiện cảnh này khá tốt khi chỉ có một số ít cảnh tiếp xúc giữa hai diễn viên chính, còn lại đều che chắn và bảo vệ nữ chính rất tốt. Có thể thì sẽ có rất nhiều ý kiến phản đối nhận định này, song mình cảm thấy đã là nghệ thuật thì chắc hẳn sẽ phải có sự hy sinh. Và diễn viên hay ekip hơn ai hết, họ biết cách bảo vệ mình, bảo vệ tác phẩm của chính bản thân mình. Và đó là những ý kiến bên lề của những câu chuyện đang diễn ra trước khi bộ phim này được công chiếu. Điều đó không đồng nghĩa với việc mình đánh giá cao chất lượng của Vợ Ba. Ngược lại thì mình cảm thấy đây là một tác phẩm chỉ có thể xếp ở mức độ trung bình, không thực sự tạo được ấn tượng như đánh giá của nhiều cây bút phê bình phim khác. Nhịp phim diễn ra rất chậm, kết hợp với bối cảnh u ám giống như số phận bạc bẽo của người phụ nữ thời xưa, đen như tiền đồ chị dậu vậy. Đã từng có một xã hội mà người phụ nữ bị coi như hàng hóa, phải phục tùng mọi lời nói của cánh đàn ông, thậm chí bị chính cả gia đình mình từ bỏ chỉ vì sợ bà con láng giềng đánh giá. Và cuối cùng số phận của họ như bèo nước, không thể đoán biết được ngày mai sẽ như thế nào. Dù bộ phim được gắn nhãn 18 cộng nhưng thật may mắn các tình tiết trong phim đều được chăm chút kỹ càng, không hề dung tục mà chỉ có những vấn đề nghe có vẻ ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại đó là tất cả những gì sẽ xảy ra với cuộc đời của một người phụ nữ. Nhưng đó là tất cả những gì tốt nhất của bộ phim, bởi vì ngay sau đó mình thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra đối với các nhân vật trong phim nữa. Lời thoại của các nhân vật trong phim được giản lược tối đa, thay vào đó là những hình ảnh ẩn dụ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mình chưa bao giờ xem một bộ phim nào kiệm lời đến như vậy. Kết hợp với đó là bầu không khí âm u và các diễn biến các tình tiết chậm rãi như cô dâu 8 tuổi. Bộ phim khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi, không còn biết đâu là cốt truyện chính của phim nữa. Và 10 phút cuối cùng của Vợ Ba khiến cho mình có cảm giác như đang xem một tác phẩm tài liệu. Cứ liên tiếp là những hình ảnh ẩn dụ khiến khán giả rất khó để có thể hiểu được thông điệp mà đạo diễn truyền tải. Cuối cùng, kết thúc một cách lãng xẹt, khiến cho cả rạp chiếu phim phải thật khó hiểu. Có thể nói Vợ Ba là bộ phim có rất ít lời thoại, vậy nên dàn diễn viên trong phim có dịp trổ tài hết tài nghệ của mình khắc họa diễn biến tâm lý và cảm xúc của nhân vật. Phần lớn thì các diễn viên đều hoàn thành tốt vai diễn của mình, đặc biệt là Nguyễn Phương Trà My với ánh mắt truyền tải cảm xúc rất tốt. Điều đáng tiếc nhất của bộ phim là sự góp mặt của hai diễn viên đình đám Mai Cát Vy, Mai trong Hai Phượng và Lâm Thanh Mỹ trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Tuy nhiên, cả hai đều không có nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Và nếu như Mai Cát Vy vẫn còn một chút đất diễn thì Lâm Thanh Mỹ gần như chỉ là một nhân vật rất mờ nhạt trong tác phẩm này. Hình ảnh của Vợ Ba được xây dựng rất tốt với những cảnh quay được chăm chút kỹ, mang đến cho khán giả những góc nhìn chân thật về cảnh nóng nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố nghệ thuật. Kết hợp với âm thanh khi thì nhẹ nhàng, lúc lại đặc biệt vang lên cực kỳ rõ ràng và chân thật. Sự kết hợp ăn ý giữa hình ảnh và âm thanh đã mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh rất tốt, phần nào giúp khán giả không bị ngủ gật khi theo dõi phim. Và cuối cùng mình muốn nói rằng, bởi vì mỗi người đều sẽ có một cái thẩm mỹ khác nhau nên cảm nhận khi theo dõi một bộ phim sẽ không giống nhau. Vậy nên các bạn vẫn có thể đến rạp và theo dõi Vợ Ba. Và sau đó thì các bạn có thể chia sẻ với bọn mình bằng cách comment ở phía dưới. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Và đừng quên, nếu như thích, subscribe kênh YouTube của bọn mình. Bọn mình sẽ còn quay trở lại cho những clip tiếp theo trong tháng 5 này. Xin chào!